được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Nhiều hội nhóm giao bán các loại kit test nhanh COVID-19 bằng nước bọt. Người mua, kẻ bán nhộn nhịp. Để tạo sự tin tưởng, một số hội nhóm còn sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng để quảng cáo. Tại nhà, một hộp như vậy thì có giá là 1,2 triệu để sử dụng được cho trẻ sơ sinh nè, những các em bé dưới 5 tuổi nè, hoặc là những người lớn tuổi và những bạn mà có vấn đề nhạy cảm về mũi, sử dụng cái bộ này nó sẽ rất là tiện. Thậm chí dù chẳng cơ quan nào kiểm định chất lượng, nhưng người bán vẫn khẳng định hiệu quả chắc nịch. Test nước bọt thì bao giờ là mình bị thì mình sẽ phải tự họng đúng không? Thì cái này tự họng hơn. Uống nước bọt thì nó sẽ chính xác hơn là so với ngoài mũi. Cái này thì nó là chính xác đến 99%. Cái này nguồn gốc ở đâu ấy? Này là 150.000 một test rồi. Với nhãn mác là hàng nhập nên cũng đủ loại giá cả. Chị mua nếu mà mua 10 hộp trở lên ý, thì giá là 500.000 một hộp. Loại test nước bọt. Cái này hàng xách tay chị ạ. Thì hàng đấy được thông dụng nhiều mà chị. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển dụng cụ test nhanh COVID-19 nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, thu giữ hàng nghìn bộ test nhanh COVID-19. Thậm chí dù đã bị phát hiện, nhưng chủ hàng này vẫn ngụy biện cho hành vi của mình. Mình muốn mọi người mình được dùng cái loại tốt đấy thôi, trong khi đội ngũ y tế chưa thể giải quyết được cho tất cả mọi người. Thì cái này là hành động đúng. Theo đại diện Bộ Y tế, đến nay, Bộ đã cấp phép cho khoảng 100 sản phẩm test nhanh kháng nguyên kháng thể và real-time PCR. Các test này đều lấy mẫu là dịch tị hầu hoặc lấy mẫu máu. Chưa có sản phẩm test nhanh bằng mẫu nước bọt được cấp phép. Vì là không có nguồn gốc xuất xứ nên chúng tôi cũng không thể khẳng định được là cái chất lượng liên quan đến hiệu quả chẩn đoán, đặc biệt là cả cái độ nhạy, độ đặc hiệu cũng như cái ngưỡng phát hiện của sản phẩm. Chúng tôi khuyến cáo người dân khi mà mua sản phẩm thì xem cái nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt là các sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép thì chúng tôi đều công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để người dân hoàn toàn có thể tham khảo các cái sản phẩm mà đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành. Đại diện Bộ Y tế cũng cảnh báo người dân cần cảnh giác, không nên tự ý mua những loại test COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ bán trôi nổi trên thị trường bởi những sản phẩm chưa được kiểm định, cấp phép lưu hành có thể cho kết quả không chính xác.